Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm sức khỏe cho mọi người của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, đau mắt đỏ là một bệnh lý thường gặp ở trẻ. Bệnh tuy lành tính nhưng nếu không được điều trị sớm và chăm sóc đúng cách sẽ dẫn đến nhiều biến chứng, ảnh hưởng đến thể lực của trẻ sau này. Vậy khi trẻ bị đau mắt đỏ cần phải chăm sóc và điều trị như thế nào cho đúng cách? Cách phòng tránh căn bệnh này như thế nào? Tất cả những vấn đề đó sẽ được bác sĩ chuyên khoa mắt giải đáp trong chương trình sức khỏe cho mọi người ngày hôm nay. À, chúng tôi xin giới thiệu khách mời đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Tiến, khoa mắt Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai dạ, Xin kính chào khán giả của đài truyền hình Đồng Nai Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay Và có lẽ là trước khi bắt đầu nội dung chương trình ngày hôm nay Chúng tôi mời bác sĩ cũng như là quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây Đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc là tình trạng nhiễm trùng mắt thường gặp do vi khuẩn hoặc virus gây ra xảy ra ở mọi lứa tuổi nhất là đối với trẻ nhỏ bệnh có triệu chứng đặc trưng là đỏ mắt thường khởi phát đột ngột lúc đầu ở một mắt một hoặc hai ngày sau lây sang mắt kia đau mắt đỏ rất dễ mắc phải dễ lây lan ra cộng đồng qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với dịch rỉ mắt của người bệnh cả hai bé nhà chị thúy đợt này đều bị đau mắt đỏ anh trai bị trước, điều trị 3 ngày chưa thuyên giảm, thì nay em trai cũng bị lây bệnh. Cháu có triệu chứng đỏ mắt, rồi mẹ cũng mua thuốc uống rồi nhưng mà không bớt rồi cho đi khám. Đi khám thì cháu uống 3 ngày thuốc nay cũng đỡ rồi. Để sau hôm qua mẹ cũng thấy đỏ, hơi hơi đỏ đỏ, sáng nay thấy đỏ hơn thì cho đi khám luôn. Như mấy bữa là cháu mới ở quê vào, ở ngoài quê cháu cũng đi tắm hồ bơi á. Rồi vào đây thay đổi môi trường rồi mưa nắng rồi cháu bị chứ còn ở ngoài vào thì chưa bị. Tại phòng khám mắt bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, một tuần gần đây rất đông bệnh nhi đến khám vì tình trạng đau mắt đỏ. Trung bình một ngày có từ 40 đến 50 ca bệnh và có trẻ kèm theo bệnh lý về đường hô hấp. Mùa mưa ở trong Nam này thì rất là đông bệnh nhân đến khám đau mắt đỏ bởi vì lúc đấy là do là do thời tiết nữa, do cái tình trạng vệ sinh kém nữa thì nó sẽ gây thành dịch đấy. Nếu mà mình không điều trị để như vậy thì cứ người nhà có một người bị đau mắt đỏ thì sẽ lây cho người khác. Em bé có triệu chứng vì đỏ mắt, đổ ghen á, thì phải đến cơ sở y tế chuyên về khám mắt á, để khám và điều trị, phát hiện và điều trị sớm nhất cho bé để tránh cái biến chứng gây uh, nặng nề cho em bé về sau. Bệnh đau mắt đỏ mặc dù không nằm trong số các bệnh truyền nhiễm phải cảnh báo, tuy nhiên đây là bệnh dễ lây lan, gây thành dịch trong cộng đồng và một người có thể bị đau mắt đỏ nhiều lần. Vì thế thời điểm giao mùa như hiện nay, người dân cần phải đề phòng, nhất là đối với trẻ nhỏ. Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ Tiến, chúng ta có thể thấy là qua phóng sự vừa rồi thì đau mắt đỏ là một cái bệnh rất là thường gặp ở trẻ. Đầu tiên thì bác sĩ có thể cho khán giả hiểu rõ hơn đau mắt đỏ là cái tình trạng như thế nào và nguyên nhân vì sao lại gây ra đau mắt đỏ ạ. Ừ, dạ thì thưa anh và thưa khán giả đang xem chương hình thì cái con mắt ấy, thì nó có cái kết mạc, dạ. kết mạc thì gọi là cái trồng trắng á mình nhìn thấy được là cái, cái, cái kết mạc của cái nhãn cầu còn có cái kết mạc của cung đồ và cái kết mạc mi thì ba cái thành phần đó nó tạo nên cái kết mạc của mắt. thì khi mà bệnh lý nó xảy ra ở trên cái đó thì nó gọi là đau mắt đỏ. nó gây ra khi mình nhìn vô nó đỏ mắt thì cái bệnh đó là chính là cái bệnh đau mắt đỏ. thì nó xảy ra trên cái thành phần là kết của cái kết mạc thôi. Yeah. còn cái nguyên nhân cái nguyên nhân mà gây ra bệnh đó thì thường là mình gặp ba nhóm nguyên nhân chính. nhất là đó mình gặp uh, viêm kết mạc do vi khuẩn ha ví dụ như mình uh, nhiễm uh, các cái uh, liên liên cầu, tụ cầu, phế cầu ha, mà lào cầu nữa thì nó gây ra cái bệnh uh, đau mắt đỏ do vi khuẩn. Thứ hai là uh, mình viêm đau mắt đỏ do cái virus điển hình hay gặp là, là dễ lây lan thành dịch là cái uh, adenovirus yeah. do nó lây ra đường hô hấp. Thứ ba là đau mắt đỏ do cái nguyên nhân dị ứng. Ha. Ví dụ như trẻ là mình uh, mình cảm thấy là nó, nó một số cái, cái trẻ nó có cái, cái địa mà nó, nó nó dễ nhiễm nó dễ nó, nó tiếp xúc với những cái kháng nguyên mà gây lạ thì nó cái cơ thể nó phản ứng nó gây ra cái cái triệu cái chứng là bệnh lý ở cái kết mạc đó nó gây ra cái triệu chứng đỏ mắt người ta cũng gọi là đau mắt đỏ thì ngoài ra còn có một cái, cái bệnh lý khác nó cũng đỏ mắt nhưng mà nó cái, cái bệnh lý đó, nó nặng hơn do cái cơ quan khác của, của mắt luôn nhưng mà đây là cái bệnh lý nặng đó là ví dụ như là viêm cái giác mạc cái trồng đen ấy thì nó, nó nó cũng gây đỏ mắt yeah. hoặc là nó viêm cái nhãn cầu ha viêm nhãn cầu hoặc là cái bệnh lý về tăng nhãn áp của lâu cơm rồi đó hoặc là cái bệnh lý về viêm mũ nội nhãn thì nó cũng đau mắt nhìn nó cũng đỏ và nó đau mắt và nó mà cái triệu chứng nguy hiểm nhất là nó giảm thị lực đây là nó cái, cái khác biệt so với cái, cái bệnh đau mắt đỏ thông thường thì hôm nay chúng ta chỉ nói về cái bệnh thông thường là đau mắt đỏ thôi. Dạ. Yeah. Vậy thì theo bác sĩ thì sẽ có những dấu hiệu nào để nhận biết là trẻ bị bệnh đau mắt đỏ và thời gian ủ bệnh thì thường kéo dài bao lâu ạ? Thưa anh và thưa quý vị khán giả thì cái đau mắt đỏ thì cái 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 cái, cái thời gian mà ủ bệnh á, thì ví dụ như nó tùy vô cái cơ địa và cái tùy vô cái nguyên nhân gây bệnh ví dụ như cơ cái điệu bình thường của trẻ thì do cái, cái ví dụ như dị ứng á ừ. dị ứng thì nó trong vòng khoảng 30 phút thôi là trẻ là nó đã có cái khi mà trẻ nhiễm cái dị nguyên thì nó đã bắt đầu nó nó nó, nó ngứa và nó phù và nó đỏ mắt nhiều trường hợp là rất là nặng nề phù mà, nó, 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 nó không mở mắt được luôn phải vào viện cấp cứu đó là do nguyên nhân dị ứng còn ví dụ như là do cái nhiễm trùng á thì nó cái thời gian nó khoảng tầm khoảng 1 đến 3 ngày thì, thì nó cũng có cái triệu chứng của cái đau mắt đỏ còn một số cái nguyên nhân ví dụ như nhiễm virus thì, thì nó cái thời gian nó lâu hơn nó tầm khoảng từ 1 đến 2 tuần ví dụ như adenovirus á mình nhiễm quay lây qua đường hô hấp mình hít vào trẻ hít vào thì của cái người mà gây bệnh đau mắt đỏ thì nó sẽ khoảng hai một đến hai tuần sau thì mới mới có cái triệu chứng của đau mắt đỏ yeah vậy thì đau mắt đỏ quả thật là một cái căn bệnh rất là dễ lây bác sĩ tiến có thể chia sẻ cho quý khán giả hiểu rõ hơn về những cái cái con đường lây lan cái căn bệnh này ạ. Yeah. Dạ thì như mình cũng biết sơ sơ qua rồi trên trên các phương tiện á thì cái đau mắt đỏ mà lây thì nó, nó nằm ở chủ yếu là hai cái nhóm bệnh đó là nhóm bệnh về virus và vi khuẩn thôi nên là hai cái nhóm nguyên nhân đó nó 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 lây cái bệnh qua cái đường mà khi mà trẻ bệnh á bệnh đau mắt đỏ thì trẻ sẽ có cái, triệu chứng là chảy nước mắt nhiều chảy ghen khi đó à. trẻ sẽ cái nước mắt đó trẻ sẽ dây dây ra cái môi trường xung quanh thường là cái nó, nó như vậy cho nên là khi mà trẻ mà làm như vậy thì nó dễ gây ra cái đường lây đó là lây trực tiếp ví dụ như là cái các cái lây trực tiếp ví dụ như là lây qua cái hồ bơi chẳng hạn à. trẻ ví dụ như là đau mắt đỏ mà đi bơi cái là nó cái dịch tiết của bơ cái cái, cái mắt nó vào, vào trong nước, yeah. xong rồi nó trẻ lành sẽ tắm ở đó lây trực tiếp vào mắt luôn. Yeah. Còn trường hợp thứ hai là nó lây qua tay mắt tay và mắt, à, ví dụ như là trẻ sẽ dụi trẻ bệnh đó, sẽ dụi mắt nè, xong rồi sau đó dây qua các cái vật dụng dễ dễ mình dễ tiếp xúc á, như quen thuộc ví dụ như tay nắm cửa này, các cái vật dụng như đồ chơi cho trẻ em này, hay là cái cái bồn rửa tay chẳng hạn hay là cái vòi hoa sen, là vòi, vòi tắm thì ở môi trường cộng đồng hay là môi trường nhà cũng vậy thì rất là dễ lây like cho nhau. Mình mình những người lành bắt đầu tiếp xúc với đó, quẹt lên mắt và có triệu chứng của đau mắt đỏ luôn. Dạ. Yeah. Ừ. Mà một cái cái đường lây like rất là quan trọng mà rất là nhanh và dễ thành dịch đó là do cái 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 đường lây qua hô hấp, do cái tiếp mà về virus của Adeno á thì nó nó kèm theo cái triệu chứng là cái ở cái đau mắt đỏ cái, do adenovirus đó thì thường nó đau mắt đỏ thì nó kèm theo cái ho uh, sốt ho sổ mũi kèm theo nữa. Yeah. Cho nên là khi mà có cái triệu chứng đó cái, 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 các cái tác nhân gây bệnh nó nó nó, nó lây trực tiếp qua cái đường hô hấp luôn. À, xin thông tin với anh như vậy. Yeah. Vậy thì uh, khi mà trẻ bị đau mắt đỏ thì uh, sẽ tùy vào tình trạng bệnh thì uh, sẽ được điều trị như thế nào ạ? Thì uh, đau mắt đỏ nó là cái bệnh rộng lắm anh, nó có nhiều cái. Thì tùy vô cái nguyên nhân, ví dụ như là cái cơ địa của cháu nữa Khi mà đau mắt đỏ mà do dị ứng thôi Ví dụ như là trẻ tiếp xúc với kháng nguyên là do cái mặt dị ứng có cơ địa Thì ở nhà, khi mà trẻ ở nhà như vậy thì mình Khi mà đau mắt đỏ xảy ra thì mình Trong thời gian rất là nhanh Mình chỉ cần rửa mắt thôi và có thể chăm sóc tại nhà được nếu mà có điều kiện thì nên đi khám để bác sĩ có thể cho thêm các cái thuốc mà làm giảm các triệu chứng của đó đau mắt đỏ do dị ứng yeah. còn nếu mà ví dụ như là đau mắt đỏ mà do vi khuẩn hoặc virus á thì nên nên người nhà nên là đi khám đi khám để bác sĩ cho cái phát đồ điều trị đúng mình điều trị và đồng thời là là có những cái tư vấn để theo dõi và chăm sóc tốt cho bệnh nhân còn cái trường hợp thứ ba là nếu mà ví dụ như là trẻ mà nó không hợp tác mà bệnh nặng mà mắt sưng nhiều, nhiều khi nó chảy nước mắt nhiều quá, chạy máu mà trẻ nó dụi nhiều quá mà ở nhà mà ba mẹ không có không có đủ tự tin để mà có thể tự chăm sóc mắt ở nhà được á thì cái đó tốt nhất là nên khám và nhập viện điều trị tại bệnh viện thì nó tốt nhất. Dạ vâng. Uh, nếu như mà trẻ bị đau mắt đỏ mà không được điều trị đúng cách thì sẽ rất nguy hiểm và cụ thể thì sẽ gây ra những cái biến chứng gì thưa bác sĩ thưa anh thì như anh nói vậy đó đau mắt đỏ thì thường là nó nhẹ thôi nó không có gì hết nó nhiều khi mình điều trị xong thì nó không có biến chứng gì hết trơn á nhưng mà nếu mà chúng ta mà điều trị không đúng mà nhỏ thuốc à, nói chung là không có đúng chỉ định thì nó có thể là gây ra những cái triệu chứng nặng ví dụ như là khi mà nhỏ thuốc không có điều trị chẳng hạn thì đau do trẻ dù nhiều sẽ có thể nó tổn thương các cái quan khác của mắt kèm theo ví dụ như là nó tổn thương mi hoặc ừ. gây loét giác mạc không trường hợp nặng nhất là nếu mà không điều trị mà ở trẻ mà suy dinh dưỡng hay là những trẻ có cơ địa yếu đó, nó gây viêm viêm mô tế bào vùng mắt và nó gây ra sau khi mình điều trị nếu mà có điều trị xong đó, thì nó gây sơ dính mắt gây gây cho trẻ nó gây, gây, sơ dính mắt thì nó gây lé À. mất thẩm mỹ cho trẻ, yeah. ừ. một số trường hợp đó là, là... Mà, trẻ mà nếu mà điều trị không khéo thì nó gây viêm mũ nội nhãn, gây viêm toàn hốc mắt luôn. thì cái đó là những cái triệu chứng nặng. còn một số là mình điều trị thì nếu mà mình nhỏ thuốc mà mình mình nhỏ cái uh, ba mẹ mà tự đi đi mua thuốc á, nhiều thuốc nó nó không có đúng chỉ định thì nó gây uh, cho trẻ là thể nhiễm các cái uh, tức là nhiễm các cái cái, 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 cái... hóa chất hóa chất yeah, hóa chất. không có, có cần thiết ví dụ như là các cái, cái chất kháng viêm chẳng hạn trong 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 cái, cái cái thuốc mà điều trị á và khi mà điều, điều trị mà, mà tự điều trị như vậy cái kháng viêm mà kéo dài thì nó gây ra cái bệnh cườm khô và cườm nước à. rất là tiếc cho những trường hợp này yeah. à, dạ vâng ạ, à. thưa quý vị à, thời gian gần đây thì tại các cơ sở y tế đã ghi nhận bắt đầu gia tăng bệnh nhân bị đau mắt đỏ và điều đáng nói là có một số trường hợp bệnh chuyển nặng và biến chứng nguy hiểm chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi vừa ghi nhận tại bệnh viện nhi đồng đồng nai khi thấy con gái bị đỏ mắt mi mắt hơi sưng và tiết nhiều gèn vào buổi sáng anh trung ra tiệm thuốc tây mua thuốc về nhỏ mắt cho con sau đó triệu chứng ngày càng nặng bé sợ ánh sáng và rất khó mở mắt Đến ngày thứ ba, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai thăm khám thì bệnh đã biến chứng, gây loét giác mạc, phải nhập viện điều trị. Lo lắng khi thấy tình trạng của con không cải thiện nhiều nên gia đình lại thay đổi nơi điều trị, khiến việc theo dõi bệnh cũng khó khăn và điều trị lâu dài hơn. Mình điều trị đến ngày thứ tư thì thấy cháu nó, nó, nó vẫn không có triệu chứng thuyên giảm, Nó nghĩa là mắt nó vẫn sưng mà nó không có mở được mắt. Thì mình xin ra viện, mình xin lên bệnh viện tuyến nhi trên thành phố mình mình khai thăm khám lại lên đâu bác sĩ khám thôi bác sĩ nói tình trạng bệnh như vậy thì mình có thể điều trị được ở tuyến dưới hôm nay đi khám lại thì bác sĩ nói là nói chung tình trạng của cháu thì nó vẫn chưa mở được mắt nhưng mà cái tình trạng sưng thì nó đã giảm khi nó khuyên là nên ở lại nhập viện để để bác sĩ theo dõi và làm xét nghiệm lại không điều trị dứt khoát thì có thể có nguy cơ đến thị lực thôi khi mình con họ có tình trạng đỏ mắt độ ghen thì người ta đã ra ngoài uh, tiệm thuốc hoặc những cái phòng khám để thăm khám và mua thuốc nhỏ nhưng mà khi mà vào đến bệnh viện thì cái tình trạng nó đã nặng rồi đau mắt đỏ mà mình nhỏ thuốc và thứ nhất là không đúng cách hai là thuốc không rõ loại thì một số ở ngoài thị trường người ta sẽ bán cái thuốc mà có đề xa thì nếu em bé mà nhỏ trong một thời gian dài nó gây đục tinh thể bởi vì trong cái thành phần của cái thuốc đó có đề xa là có khi có ít đó. một số người mà điều trị không đúng cách đó, thì nó sẽ gây làm biến chứng là gây loét rác mạc và thấy gây sẹo rác mạc về sau cho bé Đau mắt đỏ tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải điều trị dài ngày, gây bất tiện trong sinh hoạt, ảnh hưởng đến việc học tập của bé. Hơn nữa khi mắc bệnh, các bé nhỏ thường chưa biết tự chăm sóc và bảo vệ mắt, cũng khiến tình trạng bệnh càng trầm trọng hơn. Như bác sĩ Tiến có chia sẻ từ đầu chương trình thì đau mắt đỏ với thời gian ngủ bệnh có thể kéo dài đến 2 tuần đúng không à? ạ? Dạ, Nên rồi. là cái việc mà kiên trì để mà mình điều trị thì rất quan trọng. Nhiều bậc phụ huynh thì khi có con mà bị đau mắt đỏ, mình điều trị vài ngày, thấy con nó không khỏi thì sẽ gọi là tâm lý chung lo lắng rồi sẽ đưa con đến nơi khác điều trị. Và cái quá trình theo dõi điều trị nó không liên tục thì không biết là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mà cái, cái 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 kết quả điều trị ạ. Thưa anh là khi mà những cái, cái, cái phụ huynh mà có không có tin tưởng vào cái, cái, cái người điều trị á yeah. và điều trị là nhiều, nhiều chỗ ha, nhiều nơi thì thường đó là trẻ sẽ bị sử dụng nhiều loại thuốc như vậy thì trẻ trong quá trình như vậy thì trong quá trình bệnh như vậy trẻ sẽ sử dụng quá nhiều loại thuốc sẽ gây ra cái hiện tượng là kháng kháng sinh. Yeah. mà đồng thời là nhiều khi là nó không phải là, là cái kháng sinh không đâu trẻ sẽ được ngoài cái thuốc đó, nhỏ mắt ra nó còn có cái kháng viêm luôn đó nữa một số cái chế phẩm như vậy thì như bác sĩ hồi nãy phóng sự hồi nãy có có nói á, là cái, 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 cái sử dụng kháng viêm nhiều thì đối với mắt thì không có tốt nếu mà thời gian sử dụng kéo dài mà sử dụng lâu quá thì nó gây ra cái bệnh gọi là bệnh cườm nước cườm nước chính là cái bệnh glaucom tăng nhãn áp Yeah. và một số bệnh khác như là ví dụ như là bệnh cườm khô, cườm khô thì nó gây đục thể thủy tinh, đó chính là cái, cái bệnh đục thể thủy tinh đó anh. thì um, ngoài ra cái việc mà khi mà điều trị như vậy thì nó nó gây ra cái hiện tượng lờn thuốc ở cái vi khuẩn tại mắt, cho nên là cái việc mà điều trị nó, nó sẽ rất là khó khăn cho cái người mà điều trị sau cùng. thì cái này là mong rằng các bậc cha mẹ nên là khi mà điều trị ở chuyên khoa mắt rồi á thì nên tin tưởng không có uh, mình có tự ý mình thay đổi cái, cái phương pháp điều trị hoặc là nên bám theo cái thầy thuốc mà điều trị cho cho, cho cháu yeah. và nên nếu mà có vấn đề gì nên hỏi trực tiếp bác sĩ đó bác sĩ sẽ trả lời để cho quý vị yên tâm điều trị chứ không nên chuyển chuyển cái, 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 cái hướng điều trị như vậy yeah. hoặc là nhiều nhiều người là điều trị một số ngày không hết tự đi mua thuốc luôn yeah. cái đó là một cái sai lầm rất là đáng tiếc Yeah, rõ ràng là chúng ta sẽ cần có kiên trì và chờ đợi đúng không ạ đúng rồi đúng. À, và qua thăm khám thực tế tại khoa mắt bệnh viện nhi đồng đồng nai nơi mà bác sĩ tiến đang công tác thì bác sĩ có thấy những cái sai lầm nào mà phụ huynh thường mắc phải khi mà phát hiện là trẻ bị đau mắt đỏ cũng như là trong cái quá trình mà chăm sóc cho trẻ ạ? cái sai lầm của cái của của ba cha ba cha mẹ mà mà đối với bệnh đau mắt đỏ thì mà trên khoa tôi thì gặp thường là ví dụ như là thứ nhất là trẻ đau mắt đỏ mà người nhà không có đi khám yeah. tự đi mua cái toa thuốc ở ngoài à. đó đó là một cái sai lầm thứ nhất và khi mà điều trị như vậy thì nó không có đúng phác đồ trẻ xe nhỏ không có đúng thuốc cho nên là nhiều khi nó không khỏi cái thứ hai là, là nhiều khi là nghe theo những cái ở những cái vùng sâu xa trẻ sâu xa bị đau mắt đỏ thì cha mẹ khó khăn trong việc đi khám cho nên là mới, mới điều trị cái việc điều trị là theo dân gian dân gian ừ, theo kinh nghiệm dân gian nhiều khi điều trị chỉ lại không có đúng ví dụ như là nhiều người đau mắt đỏ mà lại đắp lá đắp lá thì nói thiệt là không không có khuyến cáo đâu yeah. tại vì là mà nó lại gây ví dụ như là khi mà đắp lá nó cái, cái, các cái thành phần trên lá ví dụ như nó có lỡ nó có nấm mốc trên đó nó lại gây bộ nhiễm nấm cho mắt yeah. hoặc là một số người là người nhỏ ví dụ như nhỏ chanh chẳng hạn oh. cái này yeah. không khuyến cáo tại vì khi mà đau mắt đỏ rồi nó đã đau rồi mà mình nhỏ chanh vô nó lại gây bỏng mắt thêm nó lại gây tình trạng nặng hơn ừ. hoặc là một số người hồi xưa đó, không biết ừ, tôi lại nghe một số người là nhỏ mật gấu nữa khi mà nhỏ mật gấu thì thật khủng khiếp luôn mà có nhiều ca được báo cáo trên lâm sàng là nhỏ mặt gấu xong là sẽ bỏ mắt đấy. Dạ. Yeah. Tại vì nó mặt gấu là nó nó nó, nó thành phần nó là hủy hoại cái bào, nó nó hủy hoại mắt. cho Nên là khi mà nhỏ vô là nó nó hư mắt luôn. Và để thường mặt gấu thường người ta để lâu nữa nó lại gây nhiễm nhiễm khuẩn. Dạ. Yeah. Còn rất là nhiều nguyên cái, cái, cái ví dụ như là còn đau mắt đỏ mà một cái sai lầm nữa là tôi thấy là cha mẹ thường để trẻ tự dụ mắt nó dụi dụi một cách quá 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 nhiều quá nhiều lần tần suất quá nhiều lần thì sẽ gây ra cái cái bệnh nó nó làm cho cái kết mạc nó phù nề nhiều hơn dạ. như xuất huyết thậm chí là ví dụ như mà đỏ mắt mà, 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 mà trẻ thường dụi mà dụi theo cái khoảng xạ là trẻ dụi rất là mạnh nhiều khi gây viêm lết giác mạc tổn thương và chảy máu phải đi cấp cứu vâng. dạ vâng ạ à, vâng ạ, thưa quý vị Đau mắt đỏ là bệnh lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên thì nhiều bậc phụ huynh vẫn còn chủ quan hay là tự ý dùng thuốc nhỏ khi là khi mà trẻ đã bị đau mắt đỏ. Việc không điều trị sớm và đúng cách có thể gây ra những biến chứng ảnh hưởng đến mắt, giảm thị lực của trẻ sau này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tục một phóng sự sau đây ạ. Bé gái 3 tuổi này bị đau mắt đỏ đã một tuần nay với triệu chứng mắt đỏ, đổ ghen, một mắt bị sưng nhiều hơn mắt còn lại. Anh Hiệp nghĩ đau mắt đỏ là bệnh không quá nguy hiểm nên gia đình ra tiệm thuốc tây mua thuốc về nhỏ mắt cho bé, mà không nghĩ rằng việc dùng thuốc không đúng sẽ khiến thời gian điều trị lâu hơn và có thể dẫn đến nhiều biến chứng. Mới đầu thấy cũng còn nhẹ cho nên là mình cứ ra ngoài kia ra ngoài tiệm thuốc tây thì cũng nghe lời của những người bán thuốc đó là cứ theo dõi ngày hai ngày nếu mà không bớt thì phải đưa đi bệnh viện. Bây giờ nặng quá là chuyển qua bị viêm kết mạc luôn là bị hai thứ hai vừa viêm giác mạc vừa viêm kết mạc. Không chỉ anh Hiệp mà hiện nay nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan khi thấy trẻ bị đau mắt đỏ nhưng không đến các cơ sở chuyên khoa mắt để thăm khám ngay mà thường tự ý mua thuốc nhỏ mắt cho trẻ. Đến khi vào bệnh viện thì tình trạng đã nặng. Bệnh nhân đau mắt đỏ chưa đến mức phải dùng corticoid nếu lạm dụng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bị loét giác mạc, thậm chí gây mù loà. À, như bác sĩ Tiến có chia sẻ từ đầu chương trình thì đau mắt đỏ là một căn bệnh dễ lây lan qua đường tiếp xúc với nước mắt và các giọt bắn qua đường hô hấp. Vậy thì bác sĩ có những lưu ý gì cho các bậc phụ huynh khi mà chăm sóc trẻ bị đau mắt đỏ? Thì thưa anh với thưa quý vị khán giả là do cái đường lây của bệnh đau mắt đỏ là như vậy lây qua dịch tiết nên là cái việc đầu tiên là mình phải rửa tay rửa tay để mình hạn chế cái vector mà lây truyền tiếp tay mắt tay ha dạ. sau đó là mình nếu mà trẻ có bệnh thì mình nên cho trẻ nghỉ ngơi ở nhà và nên tái khám theo đúng chuyên khoa mắt để được điều trị hợp lý Mình nếu mà có trẻ mà có đi thì mình nên cho trẻ đeo khẩu trang ví dụ như là một số trẻ mà đau mắt đỏ kèm theo cái bệnh viêm long đường hô hấp là thường là do virus thì các bậc cha mẹ nên đeo khẩu trang cho mình và cho cháu để phòng ngừa cái, cái, cái sự lây lan qua đường hô hấp một cái nữa là nên tái khám tái khám và nhỏ thuốc đúng cái đó là là cái quan trọng nhất còn ngoài ra cái việc mà ví dụ như là mình, mình vệ sinh dinh dưỡng dinh dưỡng hàng ngày vệ sinh cá nhân là phải cho tốt và dinh dưỡng mình cho cháu ăn uống bình thường không khi kiên cử gì hết thậm chí ăn nhiều rau xanh hơn và các cái chế phẩm bíta có nhiều dầu vitamin A, B, C, D rồi đó yeah. và các cái dầu kẽm nữa để tăng cường cái hệ miễn dịch cho cháu. Ngoài ra thì lưu ý là khi mà đau mắt đỏ thì mình nên cho trẻ nên ở nhà thôi, vận động nhẹ nhàng, tránh vận động mạnh. thì khi mà trẻ mà đau mắt đỏ mà mắt nó đỏ như vậy mà vận động mạnh quá đó, thì nó sẽ gây ra xuất huyết, gây đỏ mắt nhiều triệu chứng nó nặng hơn đó là những cái lưu ý mà khi mà chăm sóc trẻ bị đau mắt đỏ. Dạ. Yeah. À, như chúng ta đã biết thì cái bệnh đau mắt đỏ thường là sẽ xảy ra quanh năm và sẽ có những cái thời điểm mà bệnh nó bùng phát thành dịch luôn. Vậy thì bác sĩ, thay bác sĩ thì chúng ta có biện pháp nào để mà phòng tránh cái căn bệnh hay không ạ? Thì thưa anh là thì phòng tránh thì chủ yếu là cái, cái nhóm bệnh phòng tránh do, do cái, cái đường lây nhiễm do cái bệnh đau mắt đỏ lây đó thì mình chủ yếu là mình mình phòng tránh bằng cách mình vệ sinh cá nhân cho tốt, à, mình rửa tay rồi mình đeo khẩu trang, đồng thời mình tránh lây lan cho cộng đồng ví dụ như trẻ mà bị đau mắt đỏ thì mình không cho trẻ đi bơi chẳng hạn hoặc là tránh cho trẻ tiếp xúc với những nơi đông người và đặc biệt là nếu mà nếu mà, mà, mà bậc cha mẹ có đi thì nên có những phương pháp phòng hộ ví dụ như đeo khẩu trang hoặc là có dùng các phương pháp khử khuẩn vệ sinh, khử khuẩn tay chẳng hạn đó là những cái cách tốt nhất mình mình phòng ngừa. Ngoài ra mình vệ sinh môi trường cũng rất là quan trọng để mình vệ sinh những cái vật chủ trung gian cái cái vật chủ ví dụ như ruồi chẳng hạn, nó sẽ là cái đường lây, nó lây trung gian ra, ra các cái vật xung quanh của những cái bệnh cái bệnh đau mắt đỏ này ha. Yeah. Rồi ngoài ra mình phải cố gắng trong thời gian mà có thể là dịch ra thì mình sẽ tăng cường dinh dưỡng lên. Mà cho cháu vận động thể thao nhẹ nhàng hả dạ, như vậy dạ vâng à, và có lẽ là trước khi khép lại cái thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay thì à, bác sĩ không biết là có lời khuyên gì dành cho các bậc phụ huynh khi mà trẻ có dấu hiệu của bệnh đau mắt đỏ thì à, cũng thưa anh thì à, anh biết là con mắt là rất là quan trọng nó là cái mắt là cửa sổ tâm hồn mà nó rất là quan trọng cho cái việc phát triển tri thức và thể chất của trẻ khi mà đi bị cố gắng là lời khuyên của bác sĩ mắt luôn luôn đó là cố gắng là là phần mình phải phòng ngừa tốt các cái bệnh mắt đặc biệt là không có coi thường cái bệnh đau mắt đỏ tại vì nhiều khi cái bệnh đau mắt đỏ nó chỉ là đau mắt đỏ đơn giản thôi nhưng mà nó là khăn nguyên của những cái bệnh nặng nề khác mà mình không có thể nào mà, mà, mà khắc phục được khi mà mình điều trị đó nó gây ra nhiều những cái biến chứng mà giảm thị lực cho cháu cho những trẻ sau này thì cũng qua chương trình thì tôi cũng mong rằng là các bà phụ huynh mỗi lần mà có đau mắt đỏ thì tốt nhất là các anh chị phụ phụ huynh đó nên đưa trẻ đi khám thì đó là cái mong mỏi của những người làm y tế chúng tôi. Dạ Vâng và đặc biệt là khi mà trẻ bị đau mắt đỏ thì không nên cho trẻ đến hồ bơi đúng không ạ? Dạ đúng rồi đó anh. Thì thường cái cái, cái dịch tiết của mắt thì nó nó, nó 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 tiết ra nhiều trong cái giai đoạn bệnh thì khi mà đến hồ bơi thì trẻ sẽ lây trực tiếp cái cái cái, cái nguồn bệnh ra ra cái nước của của cái hồ bơi đó thì cái cái trẻ mà lành sẽ đến khám đến 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 đó là tắm thì cũng bị lây lây luôn thôi hoặc là các cái, cái hoạt động xã hội đó ở cộng đồng đó thì cũng nên phải cho trẻ hạn chế khi mà trẻ bị đau mắt đỏ và yeah. phải lúc để bác sĩ có đề cập đến những cái phương pháp dân gian á thì tôi có nhớ là có một cái phương pháp là lấy sữa mẹ để nhỏ cho trẻ bị đỏ mắt đỏ thì không biết là cái phương pháp đó thì cái 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 tính hiệu quả của nó như thế nào ạ? À? Ừ, thưa anh là ở trong cái sữa mẹ sữa non á là nó có cái thành phần được là cái thành phần IgA đó là một cái kháng vi kháng lại cái vi khuẩn thì ông bà mình ngày xưa là không biết thì dùng cái đó thì nó hết bệnh thì y khoa học người ta mình thấy nó cũng hợp lý Tuy nhiên là khi mà nhỏ nhỏ sữa hiện đại hiện nay thì cái thuốc điều trị mắt nó rất là nhiều rồi cho nên là khi mà, mà mình mình nên là đau mắt thì mình nên là, là mình đi lấy thuốc nhỏ mắt thôi mình theo chỉ định thôi chứ mình không có nên nhỏ sữa tại vì khi mình nhỏ sữa Ví dụ như là mình nhỏ sữa nó nó, 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 nó mình vệ sinh nó không có đúng ví dụ như mình vệ sinh cái vùng ngực của bà mẹ không có đúng nè mình lấy sữa nó không đúng hoặc là mình để nó, nó nhiễm bẩn chẳng hạn nhiễm khuẩn hơn nó nhiễm trùng ra cái vào cái, cái sữa đó thì nó mình nhỏ đó thì nó lại, lại gây hại cho mắt nên, ừ. nên bác sĩ là nhi thì khuyến cáo là không có nên Thưa với anh như vậy. Dạ vâng ạ. À, một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Tiến đến từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để dành thời gian để chia sẻ với chương trình những cái thông tin rất là hữu ích giúp cho anh Phương cũng như là quý vị khán giả có những cái kiến thức về cái căn bệnh mà đau mắt đỏ cũng như là biết cách chăm sóc và điều trị đúng cách khi mà bé nhà mình à, những đứa trẻ có những dấu hiệu của bệnh cũng như là cách để mà phòng tránh lây lan cái căn bệnh này ạ. Vâng. À, vâng thưa quý vị đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau ạ